Tối ngày 6 tháng 5 vừa qua, tại thôn Bình Minh, Công an xã Lạc Hồng phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm bắt quả tang Hoàng Anh Hải, sinh năm 1994, đang có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy nhằm mục đích bán cho người khác. Tại thời điểm bắt giữ và khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Hải, cơ quan công an thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp như ketamin, MDMA, nước vui. Mới đây nhất vào đêm ngày 17 tháng 7, tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Lạc Hồng tiến hành tuần tra kiểm tra đã phát hiện tại phòng VIP 3 của quán karaoke Luxury ở thôn Hồng Cầu có nhóm đối tượng gồm 4 nam 3 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tính từ đầu năm đến nay, Công an xã Lạc Hồng đã triệt phá được 4 vụ liên quan đến tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy. Thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy năm 2024, thì Công an xã Lạc Hồng đã kiểm danh kiểm diện trên 10 lượt đối tượng, bắt một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Xã Lạc Hồng là địa bàn đông dân cư, lại gần khu công nghiệp Phú Núi A. Toàn xã có gần 600 hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, với hơn 8.000 người tạm trú, đa số là người từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Do vậy, tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để phòng ngừa, lực lượng công an xã Lạc Hồng thường xuyên tuần tra kiểm tra tại các khu vực nhà trọ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi mua bán, sử dụng ma túy. Bản khác tuyên truyền phòng chống ma túy đến các chủ nhà trọ và công nhân thuê trọ. Tuyệt đối là không được sử dụng trái phép chất ma túy, không được rủ rê bạn bè về phòng trọ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Quán triệt các cháu là không được ma túy, ăn uống rượu chè không được lời to, đỡ tai hại nhiều người khác. Để hướng tới chuyển hóa thành địa bàn sạch về ma túy, cũng như nâng cao nhận thức của người dân, chủ hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn về công tác phòng chống ma túy, chính quyền xã Lạc Hồng và lực lượng công an xã xác định phải tiếp tục có các giải pháp và việc làm cụ thể. Lực lượng công an xã đã thường xuyên tuần tra kiểm soát đối với các khu vực nhà trọ có công nhân là những người ở các tỉnh miền núi và đã phát hiện xử lý kịp thời. Với những kết quả bước đầu trong đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy, xã Lạc Hồng đang từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho nhân dân.